Dạ. À, thấy không anh em cuối tuần là vậy thôi nha. Tôi chỉ bể cái ly của tôi nha bồ. Mẹ ơi, cuối tuần gì? Đi làm mướn thấy mẹ luôn, ra mới rảnh. À, đi làm mướn thấy mẹ luôn giờ mới rảnh. Đó, thấy không cả nhà? Làm như đại gia cuối tuần là đi chơi. Câu luôn nha. Ghé ở bờ sông. Đấy. Nói chung là quay thôi được hát. Đủ hát dở rồi tôi nghĩ coi luôn á. Cái này quay rồi, rồi. Cắm sang vô phòng kết nối YouTube coi. Đây. Tôi mới nhận ở đây. Đấy, từ từ. Này mới xịt thuốc không nha. Cuối tuần đi làm mướn bây giờ được chủ nhật có được gánh chủ nhật nha. Bò đám. Bò gì thôi à. Được rồi. Được thủ dần thấy ghê không? Vậy mới được chứ. Mà đúng mà luôn cảnh rồi. Vô đó mà mua đồ nướng là chỉ nướng là mua không mua cái hộp à. Mua bò thì thất bại không ơi. Bại. Nó vô ngay lò luôn, mua vậy đó chứ. Mua bò mà vô lò là thất bại. Cây vậy. Có thằng lạnh luôn nha anh em. Ờ ngon bán bò kêu tụi mấy người có tiền thì chơi không được như tụi quay mà. Đi lạnh nó ảnh á, có tiền không chơi. Má, đâu chơi được. Nó làm chết mẹ ở đây. Chơi vậy chơi á thấy không, giờ khiên lôi vô nè. Khiên lôi vô đây vậy thôi đây rồi dục bỏ luôn, dục nhậu xong dục xong luôn nha. Chờ đợi gì nữa rồi. Chờ đợi nữa xuống lon thôi chứ chờ đợi. Trời ơi xuống lon thôi chứ lon của mày đây nè. Ủa cầm lộn lon ta nó cha. Mới đủ cái lon đầu cầm lộn lon à. Tổng 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 rồi đó. Câu cá câu câu thì câu chẳng có nhiêu chưa nghe mấy cậu mấy chú. Đó. Câu cá dính gầm nè. Câu cá dính con dính bò nè. Câu cá dính gầm mới chịu. À chủ câu nè. Chủ nướng nè.